các fan K-pop chắc hẳn đã quá quen thuộc với hình ảnh các thần tượng trên sân khấu với sự lung linh tỏa ánh hào quang. Cũng vì lẽ đó, những hình ảnh đời thường, gần gũi bình dị của idol rất được quan tâm và chú ý, đặc biệt là những khoảnh khắc hài hước và thậm chí khiến fan muốn đội quần. Những khoảnh khắc có phần quê độ đó đã khiến các thần tượng trở nên gần gũi với người hâm mộ hơn bao giờ hết. Vậy hôm nay, hãy cùng N2T K-pop điểm qua những khoảnh khắc quê muốn đội quần của dàn sao K-pop nha! 1. Jisoo, Blackpink. Trong lễ trao giải âm nhạc cuối năm, trong khi hai MC đang chuẩn bị trao giải trên sân khấu, thì tại chỗ ngồi cho các nghệ sĩ, chị cả nhà hát Hường đang vô cùng chăm chú và say mê chơi với chai nước khoáng, cố gắng giữ thăng bằng chai nước ở trên vai. Có lẽ đang quá tập trung vào thú vui của mình nên cô nàng chưa kịp để ý rằng camera đang quay đến chỗ cô nàng. Và rồi một màn diễn xiếc của Jisoo được tất cả mọi người chứng kiến qua màn hình lớn. Cô nàng cũng nhận ra hành động của mình đã bị phát hiện nên ngay lập tức bỏ chai nước trên vai xuống và cười xấu hổ. Chắc hẳn lúc đó cô nàng muốn tìm cái lỗ để chui xuống vì quá ngượng. Những thành viên còn lại của nhóm cũng phải nín cười vì đang trên sóng trực tiếp. Đây đã trở thành khoảnh khắc huyền thoại của chị cả nhà đen hồng vì quá dễ thương và hài hước. 2. Lisa, Blackpink. Trong một lần livestream ăn uống của nhóm, khi các thành viên khác đang ăn uống và trả lời những thắc mắc của fan, thì Lisa bắt đầu bày trò để chọc cười mọi người. Cô nàng nhảy điệu nhảy vô cùng vô tri với động tác chỉ là xoay vòng hai tay và đung đưa người. Nhưng điều đáng chú ý là biểu cảm vô cùng hài hước của Lisa khi thực hiện động tác đó. Với mong muốn nhận được màn reaction vô cùng hấp dẫn của chị Jennie, nhưng không. Thay vào đó, cô chỉ bày tỏ khuôn mặt bất lực, dường như đã quá quen với điều này, thậm chí còn thấy quê giùm cô em út. Lisa cũng nhận ra điều đó nên đã khá xấu hổ và vùi mặt vào vai cô chị cả ngồi cạnh. Tưởng chừng đến đây là kết thúc, nhưng bà chị Jisoo còn tình nguyện đóng tiếp tiểu phẩm vô tri này với cô em. Thế là hai chị em, người tung người hứng lặp lại động tác đó vô cùng hào hứng và thích thú trước sự bất lực của hai vị ngồi đối diện. 3. Rosé, Blackpink. Tại tour diễn Pompin ở Paris, trong phần trình diễn ca khúc Kid It, các cô nàng hát Hường đã có màn vũ đạo với những chiếc ghế. Và từ đó, khoảnh khắc quê độ huyền thoại của Rosé ra đời. Cô nàng đang trình diễn rất tập trung với thần thái đỉnh cao mỹ mạng thì đến động tác ngồi xuống ghế bỗng ngồi hụt. Nhưng ngay sau đó, nữ idol đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Dù khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng khiến man vocal nhà hát Hường muốn đội quần vì quá quê. Ngay lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin, nữ thần tượng nở nụ cười xấu hổ nhưng sau đó liền lấy lại trạng thái và tiếp tục phần trình diễn. Những tưởng không ai biết, nhưng sau đó video này được mọi người chia sẻ rầm rộ và con số người biết đã không ngừng tăng cao. Thôi quê xíu là hết mà, Rosé. 4. Ninh Ninh, aespa. Trong đợt ghi hình quảng bá cho màn debut ca khúc Black Mamba, tại một set quay theo kịch bản, các thành viên bước từ trên bậc thang xuống rồi pose dáng. Kịch bản là như vậy, nhưng cô nàng Ninh Ninh thì đâu có làm theo kịch bản. Trong một phút lơ đễnh, nữ idol đã bước xuống thêm một bậc so với dự kiến, nên khi các thành viên khác đã bắt đầu tạo dáng thì cô nàng mới nhận ra rằng mình đã bước hơi lố. Ngay lập tức, nữ thần tượng cười trừ, bước trở lại vị trí nhưng một màn này vẫn khiến cô nàng quê muốn đội quần. Sau khi tắt máy quay, các thành viên còn lại đã cố nín nhịn nãy giờ mới có thể thoải mái cười đùa và quay sang trêu chọc cô em. Khoảnh khắc này được fan truyền tay nhau vì biểu cảm xấu hổ quá dễ thương của danh hài Ninh Ninh. 5. Yeji, Itchy. Trong show thực tế riêng của Itchy, khi ba thành viên Lia, Ryujin và Yeji cùng làm một nhiệm vụ tại trại nuôi cừu. Sau khi đọc xong nhiệm vụ, cô nàng Yeji rất hào hứng và muốn bắt tay vào làm nhiệm vụ luôn. Nhưng vấn đề phát sinh là nữ idol không thể mở được cánh cửa vào trang trại. Loay hoay một hồi, vẻ bối rối thể hiện rõ ràng trên gương mặt và cô đang có ý định quay ra nhờ sự giúp đỡ của ekip chương trình thì ngay bên cạnh, cô em Ryujin đã mở được cánh cửa riêu và không quên chọc quê cô chị. Điều này thực sự khiến Yeji muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cô nàng gượng cười ngại và chỉ đành hùa theo những pha trêu chọc của Ryujin. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà nữ idol mãi mãi muốn lãng quên về quá khứ. 6. Jaehyung, Twice. Tại chương trình Quickly Idol, khi MC đưa ra thử thách, các thành viên Twice phải đóng một đoạn CF video quảng cáo ngắn cho sản phẩm mà mình yêu thích. Đến lượt Jaehyung là thành viên gần cuối cùng nên khá áp lực vì những thành viên thực hiện trước đó đều hoàn thành rất tốt. Cô nàng lựa chọn diễn CF cho sản phẩm đồng hồ. Trong khi mọi người đều đang kỳ vọng một màn quảng cáo huyền thoại ra đời, thì nữ idol chỉ có một động tác và một câu thoại duy nhất. Thời gian là vàng. Quả là màn quảng cáo đầy tính bất ngờ khiến cả MC và các thành viên đều phải xịt keo trong vài giây để cố loading hết ý nghĩa mà Jaehyung muốn truyền tải. Hầu chị em cũng chỉ biết cười từ thiện trước màn thể hiện đầy nhạt nhẽo này. Nhận được reaction đó, nữ rapper vô cùng xấu hổ đến đỏ cả mặt. Đó là khoảnh khắc mà fan luôn đào lại mỗi khi cô nàng đóng CF mới. 7. Yeri, Red Velvet. Trong lễ trao giải âm nhạc cuối năm 2019 Soba Award, các cô nàng nhà nhung đỏ thắng giải Daesan.
khi các thành viên lên phát biểu nhận giải, và khi ấy trên sân khấu có hai chiếc micro, một chiếc cao, một chiếc thấp. Điều đáng nói ở đây là phía chiếc micro cao hơn, Jerry, một trong những thành viên chiều cao khiêm tốn nhất nhóm, lại đứng cạnh Joy, người khổng lồ của Red Velvet. Nên tình huống dở khóc dở cười diễn ra khi đến lượt Jerry phát biểu, nhưng cô nàng không thể với tới chiếc micro. Lúc này, Joy bên cạnh đã tốt bụng giúp đỡ bằng cách kéo chiếc micro xuống. Nhưng điều này lại càng khiến khoảnh khắc thêm phần hài hước vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai cô gái. Đối diện với tình huống muốn đổi quần này, nữ idol chỉ cần một nụ cười tự tin và hoàn thành hết bài phát biểu. Các thành viên còn lại được fan cười ngất trước tình huống khó đỡ này. 8. Jin, BTS. Tại một lần livestream ăn uống và giao lưu với người hâm mộ, khi kết thúc, các thành viên đều hăng hái chào fan và ông anh cả đã chơi trội, nâng ly hô to. Nhưng điều hài hước ở đây là các thành viên khác đều đang tập trung tạm biệt fan, nên không có ai để ý và hưởng ứng theo phong trào của anh chàng, khiến Jin rơi vào khoảnh khắc: "Ôi, con sông quê." Anh còn phải chữa quê cho mình bằng cách tự hỏi: "Tại sao không ai cùng với tôi vậy?" Và quay sang J-Hope cười như nắc nẻ. Đến lúc đó, đàn em mới chú ý đến người anh bơ vơ này và liên tục đề nghị cùng ly chữa quê cho nam idol. Mệnh danh là Worldwide Handsome là vậy, nhưng anh cả nhà BTS vẫn cứ bị lơ quê như bình thường nhé các fan. 9. Jaewon, Blue Seraphim. Trong concert diễn ra 2 ngày của Blue Seraphim tại Seoul, Hàn Quốc, Jaewon đã có một câu nói để tạo điểm nhấn cho bài hát Fire in the Belly. Ngày đầu tiên, cô nàng đã hoàn thành xuất sắc trước sự kinh ngạc của người hâm mộ. Nhưng đến ngày concert thứ hai, cô đã mắc phải một sự cố để đời. Thay vì nói như phiên bản gốc là "Fear not, hãy làm bạn đồng hành của mình", thì nữ idol lại bị líu lưỡi và không thể nói hết câu. Do quá quê, cô nàng đã ngay lập tức quay lưng lại và chắc hẳn rằng lúc đó cô muốn đào ngay một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ. Chứng kiến pha xử lý đi vào lòng đất đó, các thành viên còn lại đều phải cố nhịn cười và giữ thần thái để tiếp tục màn trình diễn. Một khoảnh khắc đồ quần thôi mà bị cả K-pop chọc quê. Pha đọc líu lưỡi này đã trở thành iconic của Jaewon và được các chị em đồng nghiệp liên tục nhắc tới và cosplay lại khiến fan cười ngất. 10. Jangbin, Stray Kids. Khi Stray Kids quảng bá ca khúc Another Day tại Idol Radio, trong lúc các thành viên đang hát rất feel và tận hưởng theo bài hát, thì đến live hát của Jangbin. Khi anh chàng cất tiếng hát, thì tiếng crack đã phá hủy toàn bộ mood của ca khúc. Ngay lập tức, anh chàng đã bật cười xấu hổ vì sai sót của mình. Có vẻ đây là tình huống không ngờ đến, nên các thành viên còn lại cũng bất ngờ. Và tiếp theo đó là những tràng cười không hồi kết. Đặc biệt là Huynh Jin và Jisung bên cạnh đúng nghĩa là cười ngất, cười bò. Đây còn là chương trình phát sóng trực tiếp nên càng khiến Jangbin xấu hổ hơn nữa. Anh chàng dù cười nhưng vẫn cố gắng không bỏ lại hát và sau đó liền lấy lại trạng thái và hoàn thành nốt phần thể hiện của mình. Dẫu vậy, khoảnh khắc quê độ ấy vẫn được các fan lưu lại, truyền tay nhau và mang ra chọc quê nam idol mỗi khi có cơ hội. Qua những tình huống vô cùng hài hước kể trên, có lẽ là những khoảnh khắc mà các idol không bao giờ muốn bị đào lại vì quá xấu hổ. Nhưng nhờ những giây phút này mà người hâm mộ được dịp thấy những khía cạnh thú vị khác của các idol nhà mình và đồng thời còn giúp các thần tượng trở nên gần gũi với người hâm mộ hơn. Vậy còn các bạn cảm thấy khoảnh khắc quê độ nào là thú vị nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình được biết với nha! Ngoài ra các bạn cũng đừng quên đăng ký và ấn chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo từ N2T Kpop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye!